Ngoài giải toàn bộ sản phẩm đục đầu tay ốc và ốc liền này các bác này. Ốc này là liền với cái vai này. Đấy, một số cơ sở trên thị trường là làm cái ốc này là rời tiện rời gắn nào thì nó không 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 giá trị cũng như là không không thể đẹp đẹp bằng không thể bền được. Một thời gian thì ốc nó rụng ra. Đấy, không thể bền bằng những cái sản phẩm ốc liền như này được. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bạn nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022, ngày đầu năm 2022 thì buổi sáng ngày này bên xưởng có hoàn thiện xong là hai sản phẩm là của anh Lê Bảy tại Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đấy, là một bộ trường kỷ bằng chất liệu gỗ gò đỏ, một đôi lục bình bằng chất liệu gỗ hương. Đấy thì sản phẩm xong thì tôi có quay mộc và gửi lại khách hàng. Đây là hình ảnh tổng thể và chi tiết cái bộ sản phẩm hàng theo anh đặt đây. Đấy. Thì quý khách hàng trước tiên là có một bộ trường kỷ bằng chất liệu gỗ gò đỏ. Kích thước của bộ trường kỷ chúng tôi là dài là 2m17, dài 2m17 và diện tích mặt ngồi là sâu 51. Đấy, trên nền chất liệu gỗ gò đỏ. Đấy, ván mặt liền, một tấm vân veo rất đẹp. Đấy, tay là tay đục xoắn ốc. Đấy, vách là rất là dày và sâu nhé, vách đục rất là dày, gỗ rất là dày và đục rất là sâu. Dày sâu và đẹp. Đây. Đấy, chi tiết rất là sắc nét luôn. Gỗ rất là dày thì mới có thể đục sâu như thế này được. Toàn bộ phần yếm của bộ sản phẩm này chúng tôi là làm là dày là 4 phân. Đấy, đục tràng hạt nổi khối lồi lên. Đây. Rất là đẹp, rất là nổi. Chân đây. Phần chân của tôi là 12 chỉ. Chân 12 chỉ. Hàng rất là dày dặn sắc nét và gỗ lạt thì chọn lọc hoặc lựa. Đấy, sản phẩm đây, đẹp từ đằng trước ra đằng sau. Đấy. Phần bàn có kích thước là dài 1m27 và ngang là 57. Đấy. Ván mặt thì là cũng là ván mặt liền. Ván mặt liền. Đấy. Toàn bộ sản phẩm này gỗ nguyên mộc các bạn nên là chưa hoàn thiện nên là vân chưa nổi, và hôm nay thì tôi cũng không tưới nước ở đây để sản phẩm anh em chuẩn bị đánh cái giáp nên hôm nay tôi cũng không tưới nước nên là vân không nổi lên lắm. Thế khi nào hoàn thiện lên thì vân nó mới đẹp được. Đây là gỗ nó đang nguyên mộc, chưa có trang điểm nữa gì. Đấy. Gỗ nguyên mộc nhưng mà các bạn thấy vân là đang nổi lên rất là đẹp rồi. Đấy, khi sơn đánh bóng hoàn thiện lên thì là nó mới sắc nét được. Còn đây chỉ là sản phẩm mộc thôi. Đấy, các bác xem đây là chiếc ghế thứ hai đây. Đó, rất là đẹp, nguyên mộc mà đã đẹp rồi. Đây, vách đây, vách đúc đục rất là sâu nhá, gỗ rất là dày nhá, đục rất là sâu. Đó. Trường vai này, đây là cái vai dài nó nhá, vai dài toàn bộ sản phẩm đục đầu tay ốc và ốc liền này các bác này. Ốc này là liền với cái vai này. Đấy, một số cơ sở trên thị trường là làm cái ốc này là rời tiện rời gắn nào thì nó không 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 giá trị cũng như là không không thể đẹp đẹp bằng không thể bền được. Một thời gian thì ốc nó rụng ra, không thể bền bằng những cái sản phẩm ốc liền như này được. Đây, mặt sau của bộ truyền kỷ đấy. Đây, ngoài ra thì anh Bảy là còn đặt bên xưởng là một đôi lục bình chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi, kích thước là 1m6. Đấy các bác, đường kính là nó sẽ rơi vào 45 đến 47, tôi chưa đo chi tiết. Nó sẽ đường kính vào khoảng 45 47 và cao 1m6. Đấy, chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi. Đây thì tôi cũng lướt qua một vài hình ảnh chi tiết về cái sắc vân của bộ lục bình này nhá. Đó, rất là đẹp ấy. Đấy, đang trong quá trình là hoàn thiện một nước lót. Đấy, vân veo đây. Đôi lục bình 1m6 đây. Đấy, tổng thành cái hai bộ sản phẩm trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu với khách hàng cũng như là gửi lại cho anh Bảy và gia đình xem là phần mộc của sản phẩm này. Đấy, quý khách hàng là có nhu cầu mua sắm các sản phẩm đồ gỗ tự nhiên chất lượng bằng các chất liệu gỗ cao cấp như là gỗ hương, gỗ gõ đỏ như này thì hãy liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cái xưởng em thì có địa chỉ tại Văn Cúc, Cẩm Khê, Phú Thọ đây. Đấy, mọi thông tin thì em để trên màn hình thì các bác có thể liên hệ bên xưởng em thì có thể nhận đặt hàng các mẫu mã kích thước theo yêu cầu cũng như là những sản phẩm có sẵn ở bên xưởng thì cũng rất là nhiều. Đấy, thì kính mong là các bác có thể đến trực tiếp xưởng tham quan mua sắm và đặt hàng nhé. Ok, các bác yêu mến thì hãy cho chúng em một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Rồi, xin chào mọi người.